Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Khám Phá Tubi. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới xung quanh của chúng ta thường xảy ra rất nhiều những hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ và đẹp mắt. Tuy nhiên thì đôi khi chúng lại làm cho chúng ta trở nên sợ hãi và có thể sẽ gây ra những thiệt hại cho con người. Bất cứ những hiện tượng thiên nhiên đáng sợ nào ở dưới đây cũng có thể sẽ gây ra những thảm họa khiến cho con người sẽ phải chịu những nỗi đau kinh hoàng. Hãy cùng với Khám Phá Tubi cùng đi chứng kiến cận cảnh những hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nhất từng được camera ghi lại nhé. Số 1, vòi rồng nước. Nghe tên thôi bạn đã đủ biết rằng vòi rồng nước sẽ không hề dễ chịu chút nào, trên thực tế thì nó còn khó chịu hơn thế. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu theo cách dễ hiểu nhất nhé. Vòi rồng chính là hiện tượng lốc xoáy di chuyển ở trên hồ nước hay là biển cả, trông như là một cột nước trắng xóa. Về cơ bản thì nó có chung tất cả các đặc điểm giống như là một cơn lốc xoáy ở trên đất liền. Chỉ có điều, vòi rồng nước thường thì đi kèm với dông bão, gió lớn, biển động dữ dội, mưa đá và một số những tia sét rất nguy hiểm. Vì vậy, đây hoàn toàn là tin tức khủng khiếp cho tàu thuyền. Trên thực tế thì có rất nhiều những báo cáo về việc những con tàu đã bị chìm trong vòi rồng nước trong suốt lịch sử, khiến cho nó trở thành một trong những hiện tượng tự nhiên nguy hiểm nhất. Bất cứ ai dành một phần cuộc sống của họ ở trên biển sẽ thấy một trận nước rút tại một số thời điểm trong cuộc sống của họ, và tất cả sẽ đồng ý rằng đó không bao giờ là một cuộc gặp gỡ dễ chịu và thường dẫn đến cái kết bi thảm. Số 2, ngón tay tử thần. Hiện tượng Brinico hay còn gọi là ngón tay tử thần trông rất thật và nó gây ra tử vong cho bất kỳ các loài sinh vật nào trên đường của nó đi. Thực chất thì ngón tay tử thần là một khối nước mặn cực lạnh bị chìm xuống đáy biển và khiến cho nước biển xung quanh nó cũng đóng băng theo. Khi mà nước biển đóng băng ở Nam Cực và Bắc Cực, muối và các ion khác cũng ở trong nước sẽ đẩy ra ngoài tinh thể nước. Thành phần nước biển hòa muối không đóng băng vẫn nằm rải rác ở trên những khối băng, mặc dù nhiệt độ của nó thường ở dưới âm độ C. Và đó là nhiệt độ đóng băng của nước mặn, thấp nhất nhiệt độ đóng băng của nước biển. Đến một lúc nào đó thì băng sẽ bị đứt vỡ, phần nước biển mặn này sẽ được thoát ra ngoài, phần nước mặn cực lạnh này sẽ chìm xuống đáy biển, làm đóng băng nước biển xung quanh nó. Và dần dần hình thành một cột băng mà người ta gọi là Brinico hay là ngón tay tử thần. Khi lớp băng xung quanh Brinico dày đến mức mà có thể duy trì được nhiệt độ, nó sẽ liên tục kéo dài cho dù là gặp dòng nước ấm ở dưới đáy biển. Khi ngón tay tử thần chạm tới đáy biển thì nó lập tức càn quét tất cả các loài sinh vật nhỏ bé nằm trên đường nó đi. Khu vực ảnh hưởng có thể rộng tới khoảng vài km vuông. Những con nhím biển, sao biển chậm chạp sẽ thiệt mạng ngay sau khi tiếp xúc với cơn lạnh thấu xương của ngón tay tử thần Brinico. Số 3, núi lửa ngầm. Chúng ta đã dành quá nhiều thời gian ở trên hành tinh này để sợ hãi những ngọn núi lửa ở trên mặt đất mà chúng ta không bao giờ hoảng hốt về những ngọn núi lửa ẩn nấp ở dưới nước, và rõ ràng có rất nhiều những ngọn núi lửa như vậy. Núi lửa ở dưới đáy biển hiếm hơn so với núi lửa ở trên mặt đất, nhưng chúng là những ngọn núi lửa hoạt động với tần suất khá cao và mạnh mẽ nhất. Theo một số những thống kê thì khoảng 75% lượng magma phun trào mỗi năm ở trên trái đất là từ những ngọn núi lửa ở dưới đáy biển. Theo thời gian, dung nham sẽ tích tụ dần ngày càng nhiều ở trên miệng núi lửa và phun trào ở trong nước. Nhưng chúng ngay lập tức sẽ bị làm nguội nhanh chóng bởi nước và áp suất của nước, tạo thành những dung nham, gối hoặc là đá magma. Tất cả magma và dung nham sau đó sẽ cung cấp cho hệ sinh thái, thế giới nhiệt và hóa chất. Bạn có tin được không? Chúng cũng có ích đấy chứ. Núi lửa ngầm cũng đáng sợ như hiện tượng ở trên đất liền vậy. Chỉ khác là nó chìm ở trong nước mà thôi. Không có gì khó hiểu khi tính mạng con người cũng sẽ bị đe dọa bởi hiện tượng thiên nhiên này. Số 4. Nóng lên toàn cầu. Nếu có một hiện tượng tự nhiên chúng ta nên quan tâm hơn tất cả những hiện tượng khác, đó chính là hiện tượng này. Biến đổi khí hậu là có thật và nó đã gây ra rất nhiều những thiệt hại và không thể đảo ngược lại đối với những trạng thái tự nhiên của hành tinh chúng ta. Sự nóng lên toàn cầu đã trở nên mất kiểm soát khi mà carbon dioxide và CO2 và các chất ô nhiễm hoặc là khí nhà kính khác đang tập trung ở khí quyển. Chúng đã bắt đầu hấp thụ ánh sáng mặt trời và bức xạ mặt trời. Nhưng
Trong khi đó thì bức xạ này sẽ bay hòa vào trong không khí. Những chất đã gây ra ô nhiễm này sẽ giữ lại nhiệt và phản xạ nó trở lại hành tinh, dẫn đến hiệu ứng nhà kính. Hoặc là nếu bạn muốn có cái tên đơn giản khác, đó chính là sự nóng lên toàn cầu. Thì đó chính là một khía cạnh của biến đổi khí hậu. Nếu như sự nóng lên toàn cầu tiếp tục leo thang, chúng ta sẽ thấy được những động vật sẽ bị tuyệt chủng ở trên thế giới, cũng giống như các kiểu thời tiết và cháy rừng khó lường hơn, tất cả đều rất điên rồ. Các nhà khoa học đã cảnh báo về những vấn đề môi trường này trong nhiều thập kỷ, nhưng mọi thứ chưa bao giờ là quá khắc nghiệt như năm nay. Một số những bệnh tật cũng đã lây lan như là sốt rét, hệ sinh thái cũng sẽ tiếp tục thay đổi. Vì vậy, về bản chất, đây là một trong những hiện tượng rất nguy hiểm và tất cả chúng ta nên nghiêm túc nhìn nhận về nó. Số 5. Xoáy lửa. Nghe tên thì có vẻ thấy vui, nhưng thực tế lại không vui chút nào đâu nhé. Hầu hết thì các vòi rồng lửa hình thành trong các trận cháy rừng. Chúng được tạo ra khi mà luồng khí nóng hội tụ bốc lên trên, khiến cho các vùng khí xung quanh tràn vào thế chỗ và bị va chạm vào nhau, tạo thành một vùng xoáy bốc lên trên. Giống như là khi kéo một vật lớn ra khỏi nước, sẽ thấy một vùng xoáy nước xung quanh đổ vào thế chỗ và cuốn theo ngọn lửa ở bên dưới. Các vòi rồng lửa được ghi nhận thường cao từ 10 cho tới 50 mét và rộng khoảng vài mét, và giống như một ngọn lửa đang nhảy múa khắp nơi trong vùng đang bị cháy, khiến nó còn được gọi là quỷ lửa. Nhưng đôi khi thì các vòi rồng lửa này có thể sẽ cao tới hàng km với sức gió và xoáy lên tới 160 km/h và tồn tại hơn 20 phút. Các vòng lửa có thể sẽ bốc lên cao là do khi xoáy khí oxy sẽ rút vào cung cấp cho lõi lửa của vòi rồng. Lõi lửa này có thể sẽ có nhiệt độ lên tới hơn 1.000 độ C. Và với nhiệt độ này, nó có thể sẽ đốt cháy gần như bất cứ thứ gì, và bất cứ thứ gì bị cuốn vào bên trong đều sẽ trở thành nhiên liệu duy trì cho lõi lửa đang bốc lên cao. Vòi rồng lửa cũng có thể sẽ không hề ngán ngẩm gì những gốc cây to và cao. Nó có thể sẽ mang lửa từ chỗ này đến chỗ khác, khiến cho các trận cháy rừng trở nên khó khăn hơn, lớn hơn và không thể dập tắt được. Bởi một cột lửa đang di chuyển, ngoại trừ khi nó được ngăn nguồn cung cấp oxy cho nó. Số 6. Tuyết lở. Mình có thật sự cần phải giải thích tại sao tuyết lở rất nguy hiểm không? Nó chỉ đơn giản là một tập hợp những khối băng tuyết lớn rơi xuống với tốc độ lớn đến mức mà nó có thể nhanh chóng chôn vùi bạn khi mà không may gặp phải nó. Đôi khi thì nó còn đẩy thêm cả tảng đá. Có rất nhiều bộ phim và câu chuyện về sự nguy hiểm của tuyết lở đến nỗi gần như là cảm thấy vô nghĩa để giải thích. Nhưng đó là công việc của mình, và vậy hãy sẵn sàng nghe bạn nhé. Sự nguy hiểm thực sự của trận tuyết lở đến từ sự khó lường của chúng. Đơn giản vì chúng ta không có cách nào để biết là nơi nào và khi nào thì có một trận kẻ giết người tự nhiên sẽ tấn công. Một số còn di chuyển như là một mớ hỗn độn, vô hại, một số thì lại như một tấm tuyết khổng lồ. Tuyết lở xảy ra dưới 3 dạng. Trường hợp thứ nhất là khi lượng tuyết quá độ bền cắt, khiến cho trườn xuống dốc, nhìn từ trên cao thì giống như là hình giọt nước. Trường hợp thứ hai là khi cả một nền tuyết đặc ở trên trượt xuống vì lớp tuyết ở phía dưới không đủ để có thể giữ nguyên vị trí. Đây là động lực gây ra 90% vụ thương vong vì nền tuyết dày đến vài mét và bề rộng của nó có thể lên tới vài trăm mét. Trường hợp thứ ba là khi lớp tuyết thấm nước. Cả một khối tuyết khổng lồ có khi rộng tới 800 mét, nặng khoảng 1 triệu tấn trượt xuống. Tuyết lở có thể di chuyển với vận tốc 300 km/h. Và chôn vùi tất cả mọi thứ nằm trên đường của nó đi, còn nhanh hơn cả tốc độ của xe hơi. Dù đã biết nó rất nguy hiểm như thế nào, nhưng không ít người vẫn đưa mạo hiểm, vẫn liều mình trượt trước những trận tuyết lở. Thật điên rồ đúng không? Số 7. Động đất. Chúng ta cần nói thêm rằng trận động đất là hiện tượng tự nhiên nguy hiểm nhất ở trên thế giới vì nó vừa gây ra tử vong, vừa phổ biến nhất ở mọi nơi ở trên hành tinh. Động đất là hiện tượng rung động đột ngột của vỏ trái đất, mạnh hay yếu còn tùy thuộc vào từng trận. Được xác định bằng độ Richter do sự dịch chuyển của các mảng thạch quyển hoặc là đứt gãy ở dưới mặt đất và truyền qua các khoảng cách lớn. Chúng ta thấy một số quốc gia đã trải qua sự tàn phá mỗi năm và thật đáng buồn. Điều đó không kết thúc sớm. Điều gì làm cho trận động đất rất nguy hiểm gấp đôi? Đó chính là hậu quả của nó.
động đất cũng gây ra những hỏa hoạn khi mà chúng đã phá hủy các đường dây điện và các đường ống khí. Các trận động đất xảy ra ở dưới đáy biển có thể gây ra lở đất hay là biến dạng đáy biển, làm cho chúng sẽ phát sinh nên sóng thần. Những đợt sóng sẽ tràn qua các đại dương rồi đổ bộ vào trong đất liền. Đôi khi thì động đất còn khiến cho núi lửa hoạt động, thậm chí là những núi lửa đã tắt từ lâu. Một trận động đất không chỉ là những thảm họa theo đúng nghĩa của nó, về cơ bản nó còn là chìa khóa mở ra rất nhiều cánh cửa cho rất nhiều những rắc rối. Quý vị và các bạn ấn tượng với hiện tượng thiên nhiên nguy hiểm nào đã xảy ra trong lịch sử? Hãy cho chúng tôi biết ở bên phần bình luận nhé! Đừng quên ấn nút like, share và subscribe để nhận thông báo mới nhất từ kênh. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại!